kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Việt Nam chuẩn bị chiến tranh trên Biển Đông với Trung Quốc. Khi Trung Quốc mới đây cho tiến hành tập trận chỉ cách Huế gần 100 km. Kính thưa quý vị, để đối phó với mối đe dọa và nguy cơ trường xa cũng như các vùng lãnh hải khác trên Biển Đông bị Trung Quốc xâm chiếm, nhằm biến Biển Đông thành ao nhà. Thời gian qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đẩy mạnh việc đầu tư, nghiên cứu, chế tạo và mua sắm nhiều vũ khí trang thiết bị quân sự hiện đại nhằm ứng phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra. Sự kiện mới đây, Việt Nam cho đưa 7 tàu chiến, 4 tàu ngầm hạt nhân do chính quyền Mỹ đồng ý bán trả góp vào biên chế hoạt động của lực lượng hải quân, cũng như trình làng dàn phóng máy bay không người lái cảm tử có thể tấn công cả tàu sân bay đã khiến cho giới lãnh đạo Diều Hâu Trung Quốc và Tập Cận Bình như ngồi trên đống lửa. Liệu tình báo Hoa Nam Trung Quốc có lên kế hoạch phá hoại để làm suy yếu sức mạnh quân sự của Việt Nam hay không? Và liệu món nợ mua vũ khí có phải bắt người dân nộp thuế để trả hay không? Cũng như thực hư của sự kiện đang gây ra xôn xao dư luận này ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin nóng nhất của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng hải quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính vào ngày hôm qua đã đến quân cảng Đà Nẵng, chứng kiến việc Hải quân Việt Nam đưa thêm 7 tàu chiến mới, có trang bị tên lửa hành trình Harpoon và 4 tàu ngầm hạt nhân do Mỹ bán trả góp vào hoạt động, trong đó có một tàu đổ bộ và chở trực thăng cỡ lớn. Sự hiện diện của các phương tiện tấn công mới này tại Biển Đông sẽ giúp Việt Nam tự tin hơn trong việc đối đầu với tiềm lực hải quân hùng hậu và vượt trội của Trung Quốc nếu có cuộc xung đột mang tính quy mô xảy ra. Theo ghi nhận của hãng CNN, đáng chú ý nhất trong dàn tàu chiến vừa được Mỹ bàn giao cho Hải quân Việt Nam, trong một hợp đồng mua bán vũ khí trả dần từng năm lên đến hơn 1 tỷ đô la, cũng như sự viện trợ quân sự dành cho kinh hạm mang tên Lý Thường Kiệt có khả năng chở 24 trực thăng và hàng trăm binh sĩ với lượng giải nước 40.000 tấn. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng chính thức đưa khu trục hàm Trần Quang Khải vào hoạt động cùng với 4 tàu ngầm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có khả năng phóng tên lửa hành trình và đạn đạo vươn tới mọi địa điểm trong lãnh thổ Trung Quốc. Kể cả, cả con đập Tam Hiệp đang có nguy cơ xóa sổ hơn 600 triệu dân Trung Quốc. Theo lời của một quan chức quốc phòng giấu tên kính nạm có khả năng chở trực thăng quang trung được coi như là loại tàu đổ bộ tấn công lớn nhất của việt nam từ trước đến nay sẽ nâng cao đáng kể năng lực tấn công của hải quân trong một khu vực thường xuyên có những căng thẳng gay gắt với trung quốc nơi trung quốc đang có tranh chấp với việt nam và đang có âm mưu nuốt chửng trường sa và biển đông làm ao nhà của riêng mình nhân danh cho cái gọi là chủ quyền đường lưỡi bò chính đoạn và hai thành phố Tam xa và tay xa. Trả lời hãng thông tấn CNN của Mỹ một quan chức cấp cao Việt Nam cho rằng khi bố trí các loại tàu trên vào lực lượng hải quân Việt Nam muốn gửi một tín hiệu cứng rắn đến Trung Quốc về quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liên của đất nước và gửi thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới giới lãnh đạo nước này là chớ có manh động, liều lĩnh xâm lược Việt Nam và rằng Trung Quốc nên học hỏi kinh nghiệm từ trong lịch sử 1.000 năm khi nuôi ảo tưởng đồng hóa Việt Nam, biến Việt Nam thành một nước chư hầu, lệ thuộc và bài học của cuộc chiến tranh biên giới năm 1979. Vẫn còn đó, nóng hỏi. Trung Quốc tập trận hơn 10 ngày gần Huế, tham gia diễn tập ở Biển Đông vào ngày Cục Hải sự Trung Quốc MSA hôm 15 tháng 7, đăng thông tin cho biết quân đội nước này sẽ tiến hành tập trận từ 6 giờ chiều ngày 16 tháng 7 đến 6 giờ chiều ngày 23 tháng 7 trên vùng biển ở khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ. Nếu đối chiếu các tọa độ được MSA đăng với bản đồ Google thì vùng tập trận gần với thành phố Huế của Việt Nam hơn là khu vực đảo Hải Nam của Trung Quốc. Khoảng cách từ khu vực tập trận đến Huế ước tính khoảng 100 km. Thông báo tập trận không cho biết thông tin cụ thể về độ lớn của cuộc tập trận này, nhưng yêu cầu các tàu thuyền tránh đi vào khu vực này. MSA cũng thông báo một cuộc tập trận vào ban đêm. Khu vực tập trận nằm ở phía đông, nam, đảo Hải Nam. Thông báo cũng không cho biết quy mô của cuộc tập trận, chỉ yêu cầu tàu thuyền không đi vào khu vực này. Trong tháng 2 vừa qua, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất hai cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, theo thông báo của MSA. Theo thống kê của Sochina Morning Post, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã tiến hành ít nhất 7 cuộc tập trận ở Biển Đông, bao gồm một cuộc tập trận ở vùng Vịnh Bắc Bộ. Trung Quốc hiện đòi chủ quyền phần lớn diện tích Biển Đông với đường Đức Khúc Chính Đoàn đi sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, trong đó có cả Việt Nam. Hiện Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn đang đàm phán, chưa đi đến thống nhất việc phân định biên giới trên biển ở vùng cửa Vịnh Bắc Bộ. Trong khi đó, ASEAN quyết định tập trận chung ngoài vùng nước đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Các nước thuộc ASEAN quyết định tiến hành cuộc tập trận chung lần đầu tiên bên ngoài vùng nước đang có tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông với Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Indo thông báo tin này hôm qua. Trước đó, khối này dự định sẽ tiến hành cuộc tập trận chung ở khu vực biển Bắc Natuna, nơi Indo có vùng đặc quyền kinh tế trong khi Trung Quốc vẫn thỉnh thoảng điều tàu tuần tra đến khu vực này. Trung Quốc hiện sử dụng đường đứt khúc chính đoạn mà nước này tự vẽ ra trên Biển Đông, lấn sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước láng giềng, bao gồm cả Việt Nam. Để đòi hỏi chủ quyền gần 90% diện tích vùng nước này, Bộ Quốc phòng Indo cho biết các nước thành viên ASEAN đã có cuộc họp lên kế hoạch ban đầu cho cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 9 tới gần khu vực tranh chấp ở biển đông bất chấp những nghi ngại từ campuchia nước đồng minh của trung quốc trong khu vực hai nước thành viên asean và cũng là những nước có quan hệ thân thiết với trung quốc là campuchia và myanmar cho biết họ đã từ chối tham gia cuộc họp lên kế hoạch này các nước asean đã từng tổ chức các cuộc tập trận chung với những nước khác trước kia bao gồm cả với mỹ và trung quốc nhưng cuộc tập trận chung giữa các nước trong khối vào tháng 9 tới được coi là lần đầu tiên và là tín hiệu gửi tới Trung Quốc. Thời gian gần đây có những hành vi lớn lướt trên biển với các quốc gia láng giềng, đó là Trung Quốc. Trong những tháng đầu năm 2023, Trung Quốc liên tục điều các tàu hải cảnh và dân quân biển vào vùng đặc quyền kinh tế của các nước bao gồm Philippines, Indo và Việt Nam. Hồi tháng 5, Hà Nội đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc rút tàu về nước, nhưng Bắc Kinh khẳng định đội tàu của mình hoạt động hợp pháp. Hoạt động hợp pháp trong vùng nước thuộc quyền tài phán của Trung Quốc. Thời lượng còn lại cũng trình thời sự là bản tin quốc tế. Rộ video Urena nghi phóng bơm trùm xuyên phá phòng tuyến của Nga. Đoạn video quay từ chiến trường cuộc xung đột Nga và Ukraine được cho là ghi lại cảnh Kiev dùng bơm chùm tấn công vào phòng tuyến của Moscow. Bucinic Insider đưa tin một trang chuyên theo dõi chiến sự Nga và Uganda đã đăng tải video được cho là ghi lại cảnh Kiev dùng bom chùm tập kích mục tiêu của Nga. Theo nguồn tin, đoạn video được ghi lại ở gần Rano Horika, thành phố ở phía tây Đông Nát và phía nam Ba Trong video, vỏ bom cỡ lớn phát tán ra các quả bom nhỏ ra một khu vực rộng lớn, các khu vực trúng đạn liên tục, liên tục lóe sáng cho thấy mức độ tàn phá của bom chùm trên chiến trường. Hồi đầu tháng, Mỹ đã công bố sẽ viện trợ Ukraine bom chùm, vũ khí gây tranh cãi vì mức độ nguy hiểm với thường dân. Ngày 20 tháng 7, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về truyền thông chiến lược John Kirby thông báo, họ tức là Ukraine đang sử dụng chúng bom chùm một cách phù hợp. Họ đang sử dụng chúng một cách hiệu quả và chúng thực sự có tác động đến các tuyến phòng thủ cũng như hoạt động phòng thủ của Nga. Mỹ lý giải rằng việc cấp bơm trùm cho Ukraine sẽ giúp Kiev đối phó với tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng khi phản công Nga trên diện rộng từ đầu tháng trước. Washington Post dẫn lời quan chức dấu tên của Ukraine cho biết Kiev đã bắt đầu sử dụng đạn chùm nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Moscow. Quan chức Ukraine cho biết thêm, bơm chùm được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine dự kiến cũng sử dụng bơm chùm ở hướng 3m thành phố ở miền đông Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Moscow có quyền sử dụng bơm chùm để đáp trả việc Ukraine sử dụng loại vũ khí này. Ông Putin cảnh báo việc cung cấp và sử dụng những loại vũ khí như vậy có thể coi là một tội ác. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nếu bơm chùm của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine, các lực lượng Nga sẽ buộc phải sử dụng các biện pháp tương tự để đối phó với quân đội Ukraine. Bơm chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ xịt nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công, biến chúng thành một bãi mìn và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập niên sau. Việc sử dụng bơm chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Một số đồng minh, trong đó có Đức, Anh, Canada đã phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp bơm trùm Tugana. Theo Bucinic Insider, bơm chùm dù có thể có hiệu quả trong việc xuyên phá phòng tuyến của Nga nhưng không phải là viên đạn bạc cho chiến dịch phản công của ukraine do tính chất nguy hiểm lâu dài của vũ khí này mặt khác mỹ đảm bảo rằng việc cung cấp bơm chùm cho kiev không phải là trang bị vũ khí cho ukraine để tấn công lãnh thổ nga ngoài ra giới chức mỹ nói kiev đã đưa ra cam kết bằng văn bản với washington gần họ sẽ không sử dụng các quả bơm chùm trong khu dân cư và họ sẽ lưu lại thông tin về nơi họ sử dụng các quả bơm điều này sẽ đơn giản hóa các nỗ lực rào phá bom mìn sau này. Trong một diễn biến tiếp theo, tòa án Mỹ ấn định ngày xét xử ông Trump. Một thẩm phán liên bang ở bang Florida của Mỹ ấn định ngày xét xử của tổng thống Donald Trump trong vụ kiện cáo buộc ông lưu giữ trái phép hàng trăm tài liệu mật. Theo ấn định của thẩm phán Alan Cannon. Phiên tòa xét xử cựu tổng thống Trump sẽ bắt đầu ngày 20 tháng 5 năm 2024 và tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Theo các nguồn tin, phán quyết của thẩm phán Canon được đưa ra trên cơ sở trung hòa giữa yêu cầu từ nhóm luật sư pháp lý của ông Trump và bộ tư pháp. Trong đó, các công tố viên yêu cầu phiên tòa diễn ra vào tháng 12 năm 2023, trong khi các luật sư bào chữa của ông Trump đề nghị hoãn vô thời hạn cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 bởi ông Trump là ứng cử viên tranh cử tổng thống. Khi quyết định lùi phiên tòa theo yêu cầu của Bộ Tư pháp diễn ra vào ngày 11 tháng 12, thẩm phán Cannon nhấn mạnh rằng lịch trình đề xuất của chính phủ được đẩy nhanh một cách bất thường và không phù hợp với việc đảm bảo một phiên tòa công bằng. Bà nhất trí với các luật sư bào chữa rằng Số bằng chứng cần được sàng lọc trước phiên tòa, bao gồm cả thông tin mật, là rất đồ sộ và có khả năng tăng lên khi phiên tòa đến gần. Trong tuyên bố đề cập động thái mới nhất này, nhóm chiến dịch tranh cử của ông Trump đã gọi quyết định của thẩm phán Canon là một bước lùi lớn của Bộ Tư pháp. Nếu diễn ra đúng ngày, đây sẽ là một phiên tòa xét xử diễn ra ngay sau phiên xử tội danh khác của ông Trump về việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh liên quan đến một khoản tiền bị cáo buộc là trả tiền bịt miệng cho một diễn viên khiêu dâm. Điều đó cũng có nghĩa là phiên xét xử ông Trung diễn ra sau khi hàng loạt ban quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã tổ chức xong các cuộc chọn ứng viên đề cử. Đại hội toàn quốc của đảng Cộng Hòa nhằm chọn ứng viên tranh cử tổng thống của đảng này sẽ diễn ra vào giữa tháng 7 năm 2024 tại Milwaukee. Cuộc thăm dò cho thấy ông Trump đang dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 của đảng này. Trong một diễn biến liên quan khác, hé lộ những kế hoạch tham vọng của ông Trump nếu tái đắc cử. Nếu tái đắc cử, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là sẽ theo đuổi thực hiện một loạt kế hoạch mà ông từng đề cập, trong đó có vấn đề người nhập cư và giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine nếu ai đó thực sự quan tâm theo dõi những bài phát biểu vận động tranh cử của cựu tổng thống mỹ donald trump họ có thể dễ dàng nắm bắt được những kế hoạch mà ông sẽ theo đuổi nếu có thể trở lại nhà trắng một lần nữa ông trump đang được đội ngũ cố vấn chính thức và không chính thức hỗ trợ về những chính sách này một số kế hoạch có thể đối mặt với trở ngại pháp lý hoặc khó vượt qua ải lưỡng viện các kế hoạch của ông Trump gồm cải tổ các cơ quan hành pháp liên bang, ngay cả khi ông và một số cố vấn thân cận đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý. Ông Trump gần đây đã nhận được thư từ công tố viên đặc biệt điều tra những nỗ lực của ông nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Nếu tái đắc cử, cựu chủ nhân nhà trắng được cho là sẽ hủy bỏ tất cả các vụ truy tố liên bang đối với chính ông với các cố vấn và người ủng hộ ông. Ngoài ra, ông muốn tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, triển khai hải quân để hỗ trợ cuộc chiến chống các băng nhóm ma túy, xây tường biên giới giữa Mỹ và Mexico, điều mà chính quyền của ông chưa hoàn thành trong nhiệm kỳ đầu tiên. Ông Trump cũng nhiều lần tuyên bố sẽ lập tức giải quyết xung đột Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ. Theo giới chuyên gia, chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump mang tính bản năng nhiều hơn, nhưng chiến dịch tranh cử hiện tại được quản lý tốt hơn. Các video vận động chính sách được dựng chuyên nghiệp và đăng tải trên trang web của chiến dịch tranh cử có tên gọi chương trình nghị sự 47. Ông Trump là tổng thống thứ 45 của Mỹ. Nếu ta đắc cử, ông sẽ trở thành tổng thống thứ 47. Trong một diễn biến tiếp theo, Urena đang chọn thời điểm để tung toàn lực lượng phản công cuộc phản công của Ukraine đang vấp phải khó khăn nhưng Kiev vẫn còn lực lượng dự bị chờ thời điểm thích hợp để đưa vào phản công tạo hiệu quả trên chiến trường một quan chức Mỹ cho hay Theo EGST, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jay Sullivan ngày 21 tháng 7 nói còn quá sớm để đánh giá về kết quả phản công của Ukraine đồng thời nhấn mạnh rằng dù tổn thất lớn về lực lượng nhưng Kiev vẫn còn nguồn lực dự phòng đáng kể để tham chiến khi được hỏi liệu có phải chiến dịch phản công thực sự của Ukraine cho diễn ra hay không, ông Sullivan cho biết cuộc phản công bắt đầu vào ngày mà người Ukraine đầu tiên phải đặt tính mạng của mình vào nguy hiểm. Ukraine đối mặt với thương vong đáng kể về lực lượng trong cuộc phản công này và nó vẫn đang diễn ra. Thật sự, đây là một cuộc phản công đầy khó khăn. Chúng tôi cũng từng nói như vậy, ông Sullivan phát biểu tại diễn đàn an ninh espan tuy nhiên theo ông sullivan ukraine vẫn còn nguồn lực đáng kể chưa tham chiến và kiev đang cố chọn đúng thời điểm tung ra lực lượng này để có thể tạo được hiệu quả trên chiến trường